Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 12, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, qua kiểm tra xác minh cho thấy tài xế lái xe ô tô đưa đón làm rơi hai học sinh tiểu học trên tuyến quốc lộ 1A tại huyện Trảng Bom sử dụng bằng lái xe giả. Trước đó vào ngày 29 tháng 11 thì ông Cao Tuấn Việt 48 tuổi ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom lái xe 16 chỗ biển kiểm soát 60V8429 chở theo 15 cháu học sinh lớp 4 từ trường tiểu học Diên Hồng, huyện Trảng Bom về nhà. Khi xe đang đi trên tuyến quốc lộ 1A qua khu vực cầu Suối Đĩa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì cửa cốp sau xe bật mở khiến cho hai em học sinh rơi xuống đường. Rất may là hai em học sinh chỉ bị xây xát nhẹ. Sau khi xảy ra vụ việc thì công an huyện Trảng Bom đã mời ông Cao Tuấn Việt lên làm việc và ông Việt khai bằng lái xe do ông mua với giá 3,5 triệu đồng. Sở Giao thông và Vận tải Đồng Nai đã xác minh bằng lái xe do tài xế cung cấp. Qua kiểm tra thì giấy phép lái xe ghi tên ông Cao Tuấn Việt hạng E và đây là bằng lái xe giả. Trước đó vào ngày 16 tháng 11 cũng tại Đồng Nai thì một xe đưa đón học sinh 16 chỗ ngồi trong lúc đón các cháu nhỏ học sinh lớp 1 từ trường về nhà đã làm rơi 3 cháu xuống đường. Rất may là cả 3 học sinh lớp 1 thì đều không bị thương.